Việt Nam đang chịu thiệt hại kinh tế lớn vì dịch COVID-19 tính đến từ Hà Nội. Việt Nam đang gánh chịu thiệt hại lớn về kinh tế do dịch coronavirus, cho dù nhà cầm quyền Cộng sản công bố mới có 16 trường hợp bị nhiễm loại virus chết người này. Theo South China Morning Post, dịch bệnh COVID-19 đã và đang tác động tiêu cực đến các lĩnh vực như là du lịch, hàng không, dệt may, điện tử, nông thủy sản, v.v. Trong đó, du lịch là ngành chịu tác động mạnh do lượt khách du lịch từ Trung Cộng đến Việt Nam giảm mạnh, cũng như du lịch nội địa cũng bị hạn chế do lo ngại sự lây lan của dịch bệnh. Kính thưa quý vị, ngành du lịch của Việt Nam dự kiến trong 3 tháng tới sẽ chịu thiệt hại trong khoảng từ 6 tỷ đến 7 tỷ Mỹ Kim, bởi riêng 30% khách du lịch là Trung Cộng sẽ giảm từ 90% cho đến 100%. Trong khi đó, nhiều nhà máy ở Việt Nam đang thiếu nguyên liệu vốn được cung cấp bởi Trung Cộng, là một quốc gia đang bị hoành hành bởi COVID-19. Dẫn lời Adam McCarty, là nhà kinh tế gia trưởng tại Mekong Economics ở Hà Nội, hãng tin trên cho biết các trường học vẫn đóng cửa, khách du lịch quá ít và có thể 20% công nhân thiếu việc làm do sự sụt giảm về nhu cầu và đầu tư vào của Trung Cộng vì dịch bệnh COVID-19. Ông Joe Buckley là một chuyên gia về lao động và phát triển Đông Nam Á tại Đại học SOAS London, cho biết nhiều công ty may mặc và giày dép Việt Nam đã bị ảnh hưởng nặng nề bởi dịch COVID-19, kính thưa quý vị.